có cây mai chữ ha, nối em vong đi em chưa em rồi em vong nãy rồi nhìn cái cảnh này rồi đau lòng quá. Tay vong tới con làm gì vậy chưa? Đây con nào không có tơi nè, không có tơi mỏ nó méo nè, nó mỏ nó méo à, đó mỏ mỏ méo không có tơi á. Đó, có tơi. Cái này là không có tơi nè. Đó. Đó, coi mỏ nó méo à. Đó. Em chưa nói, em chưa? Em rồi rồi, em chưa? Ông có hút thuốc ha. Ông hút thuốc luôn chứ này. Em hả? Ông kiếm chỗ hút tơi muốn không? Cầm cái con phê rồi đây nè, ngâm không chơi rồi mỏ lúc nào cũng méo quá mà xăm có tê rồi nó tỉnh queo quá không tỉnh lắm lúc mà không có tê mỏ méo kẹo rồi con lúng kim đi nữa nhắn nhẹ nhẹ thôi mày nhắn rồi mà nhắn luôn lo có tê rồi cũng sao đâu lấy bút lông thì dễ cho không có tê đúng không? Không biết xong xuôi hết mới vỗ tê chọn không tê cũng cùng không chưa đâu xong rồi cũng lại đấy nữa rồi con chưa muốn hết nên cái này do nó kẹp tê đi còn này rất tả lại chỉ mờ không à muốn đâu rồi quýnh ở đâu ra hả rồi quýnh đâu anh chị đi không có quýnh ở đâu nữa thợ nào con hai ba cái điện thoại lấy cái nào iPhone 11 iPhone 11 ha hai thằng này là giống nhau nè này là chức năng giống nhau con cái này cái cũ đó con xài nè xài nào rồi lấy đi này lấy 11 cũng như nhau cũng là cái điện thoại xịn hơn cũng để coi phim thôi nửa phim thôi đặt cũng xịn cái này nó mất hết mấy cái đòn nè cái gì quá nó mới chịu nổi đâu con trên cái chỗ đó chịu không nổi nữa lưỡi nó mà nó mất hết cái đầu đây nè nhìn bên đây đó không thấy luôn nè ở giữa lửa lửa nào cái này lên sao dây chen vậy thôi chứ gì đâu nè khác rồi hai bên đối xứng nhau đây nè hai bên đối xứng nhau này nào, nó xuống này.
Thì cái hai bên đó xứng nhau với khối thôi, lửa thôi chứ đâu. Tắt nhạc mấy bạn ơi. Tắt nhạc. Rồi, quýnh tiếp đi. Quýnh lẹ đi, HT nhỏ giờ. Photo hết rồi đó, đâu hết trơn này. Phần cá gầm á. Photo rồi, nếu mà nó cái không rồi thì mẹ rồi. Phần rẻ cá nó đây cái photo rồi rồi. Anh mưa mặt cá, mưa mặt phải, con xuống dưới tìm nữa lên. Dạ. Dễ được không? Dễ hả? Ừ. Dễ được không? Dễ đi. Ủa vậy sao bên kia nói rồi học phải dễ giống như trăm người trăm mới cho lên rồi. Thì cho thì ở bên kia học nó dễ, cho thầy coi thầy cũng được nó được. Thì đó giờ con dễ hiểu thôi. Chứ rồi học cái bài. Không có bài ghi gì đó, thầy bây giờ thì test nhẹ bài con nó dễ đẹp thì có. Đấy đây có chứng mà nếu mình là nghệ sĩ ngồi đâu làm cũng được chứ.
bên kia nó là dễ giống không, nó cho lên nghe đúng không? Đúng không? Thử coi. Ừ, tạm đứng kia, tạm đứng kia. Hiểu không? Không có cái gì nào nữa. Mình xăm trên người đâu sử dụng bút chì đâu, bút chì nào cũng được. Ừ, bút chì. Đó, bút chì lên dễ bằng gì? Sắp bê. Ờ, sắp bê dễ hơn người gì đâu. Bút chì dễ. Không, thầy dễ bút chì sắp bê mà. Đúng không? Bây giờ nè. Để cho mấy bạn này biết luôn nè. Bạn này nói nè, xăm là tôi biết dễ đúng không? Bây giờ tôi cầu dễ. Mới test nhẹ cái nhảy dựng rồi. Chứ mà chơi chửi lung tung. Hai phe không? Một phe, hai phe. Một phe đâu? Hai kia. Không. Thằng đó là chiên chứ thằng này là một tem. Thằng ngoài á, thằng xăm hai cái tay với thằng ớm này là một tem. Quá là mày. Tại nó định ngu leo đường tình bạn lắm. Đụng đòn chết là chết hết. Chia kẻ là chết lại tẻ. Đúng không? Mà vô tao thấy nào cũng mới vô cũng vậy. Rồi mới vô đây tình bạn rồi. Đó như là khi mà Ben đang trường bắt đầu đụng có công đích lên giống dần Nam không? Chiều vô trên thầy học thêm nhé. À, con chợ đi tháng sau con giao khóa anh tháng này thì không cho con học nữa. Đúng không? Nếu mà ban tan trường là tán trường rồi em nơi đây còn nơi đó lúc đó chị học được rồi đứng vô nè tự động con mắt của con nhìn ra nó đẹp không ở đây đang đen tự nhiên ở đây mờ là sao mặt đây ngang tiếp nữa nó gãy lung tung nè sướt lung tung không chịu xe tròn nè để cho nó đường mì đường cũ á đi ra chứ đi ra vô xe đường lên đường kép rồi con đã đi ra rồi nè. Cái nào mình bệnh đều nữa rồi đi ra thì càng dài càng ngày không sao mình phải nhìn bằng con mắt của mình chứ ở trong bên đen lên từ từ thôi ông thầy nhẹ thôi chứ không phải đi một cái bay đây nè nó đi từ từ với hai mình đi bật cái cho lẹ rồi nè đi này nhưng mà đi chậm chậm ra đâu từ 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 Thank you.
Có rồi, mấy lần chưa? Không rồi, mới nhấp nhấp mép rồi. Rồi nhiều người sinh ra không có qua tay, nhiều người có chích, người nào không, nhiều người không có chích.
đúng không? Thấy mấy ông kỹ sư không, học người ta học miệt mài ta mới thành kỹ sư, nó ai giỏi không? Ví dụ như mình không có thì mình dập khuôn, dập khuôn có nghĩa là mình cứ một chỗ đi lại qua đi lại qua lại biết mình quen nét, giống như các bạn cũng vậy, giống như cũng vậy, rất là rõ ràng. Trên con đường các bạn đi về đi tới luôn, các bạn sẽ thấy chỗ này có cái quán này, giống như có quán kia, bạn bạn đi viết và các bạn cũng quen đường đó, đúng không? Giống như này giờ cho các bạn đồ viết ở mốt thì đi nhìn cái nụ mấy chỗ nào là nhớ hết, lỡ quên nó mất nét mình vẫn còn nhớ này nha. Lấy tờ kia rồi con, rồi đứng đó lên thực hành cảnh đó cái này kỹ. Học là đòi hỏi cần sự siêng năng. Mấy sao mình đâu biết đau không ta, cái thuốc đau. Thuốc gì đau mà kim đâm vô người không đau mà. Cái thuốc gì đau, ê cái tàu vú đó 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 nó đúng sâu quá tại này đúng không, cái tờ này đây tờ này tôi đang làm đây nè, đúng chưa? Ủa các bạn đang thực hành tờ nào vậy, không phải tờ này đâu con, xin giới thiệu hai loại này, ba luôn, ba loại luôn, một người là mình. Sáng chưa? Bắt đi con.